đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngắm bộ ảnh đẹp như tranh vẽ của gia đình Thúy Diễm Lương Thế Thành. Sau nhiều năm chung sống và hạnh phúc bên nhau, Thúy Diễm chia sẻ, hạnh phúc chỉ đơn giản là hai tiếng gia đình thiêng liêng. Được biết, bộ ảnh gia đình vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành được chụp trong khoảng 15 phút. Hạnh phúc chỉ đơn giản là hai tiếng gia đình thiêng liêng, không phải danh vọng, không phải vật chất xa hoa hay bất cứ điều gì. Vì ở nhà mình được làm công chúa nhõng nhẽo và làm hoàng hậu để thị uy nhóc tì. Cảm ơn chú cúm Ngô Thanh Sơn trong vai dì ghẻ rất thành công, nên bộ ảnh ra đời trong 15 phút không hề có giọt mồ hôi nào. Sau nhiều năm bên nhau, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ, lời lẽ ngọt ngào như ngày đầu mới yêu. Trong bộ ảnh gia đình của cặp đôi đều đẹp như tranh vẽ, bà xã của Lương Thế Thành thì được nhiều người khen ngợi ngày càng xinh đẹp mặn mà. Bé Bảo Bảo thì ngày càng lớn phỏng phao và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ. Thúy Diễm Lương Thế Thành là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, không chỉ được khán giả yêu thích nhờ diễn xuất tốt mà cặp đôi cũng được nhiều người ngưỡng mộ khi có chuyện tình đẹp như mơ. Hiện giờ gia đình nhỏ của cặp diễn viên được nhiều khán giả quan tâm và yêu mến.